cái đó nằm trong dự tính ban đầu của cả đội. Cả đội đã trước khi đá thì đã họp và nhắc nhở cầu thủ rất là kỹ. Cầu thủ hôm nay làm rất là tốt, tuân thủ đấu pháp thật là nghiêm chỉnh. Ban huấn luyện đã cắt những video về những đâu cầu thủ mạnh của họ để cho thủ môn xem về những ưu điểm của họ. Và em vào thi đấu thì em tập trung trong trận đấu để diễn tả được cảm xúc của mình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đội tuyển với được sự quan tâm của lãnh đạo liên đoàn, chúng ta đã tổ chức được một cái chuyến đi phải nói là vô cùng khó khăn nhưng mà lại rất là chu đáo, đặc biệt là với sự quan tâm của người hâm mộ ở nước nhà, động viên từng giây từng phút một, và vô cùng cảm ơn với sự quan tâm của người hâm mộ ở nước nhà.